Và rồi đây có thể coi là 90% cái niềm hào hức, niềm vui của tôi khi đi Shimoyama. Lexus GX thế hệ mới và là phiên bản Over Trail. Chiếc này thì khá đáng tiếc là không có mặt ở Việt Nam. Nó có cả khóa big size cầu sau. Ở các phiên bản thường sẽ chỉ có khóa big size trung tâm thôi. Vẫn hay. Chạy trên bộ lốp, lốp này là lốp 33 inch của mình quên mất nhãn. Nhưng nó là lốp AT 33 inch, rất dày. The brand of the tire. Ah, sorry. This tire is Toyo. Do you know? Toyo. And the brand is Open Country. One lap only. Do you know? One lap. One lap. Okay. À, chiếc này one lap. Thế buồn. Điều đầu tiên anh em phải làm quen đấy là nó có một cái gương rất là bé. Ôi trời. Tôi thường nói là các bạn nếu mà chạy những cái xe kiểu như này, các bạn sẽ có một cái cảm giác rất là quyền lực ở chỗ là các bạn sẽ thấy cái xe nó to, nặng, cực kỳ chắc nhưng nó đi nhẹ bẫng. Cái máy 3.4 turbo này của nó hay thật. Okay. Một số anh em có nói về cái chuyện là tự dưng chuyển từ V8 về V6 vân vân này nọ, thực ra các bạn có thể bị hơi bảo thủ và old school quá thôi, chứ còn cái máy này nó là đỉnh cao của cái máy so với cái máy V8 trước kia. Máy 4.6 V8 đấy thì cũng hay, tôi không nói là nó vấn đề gì, nhưng nói về cái mức độ tinh tế thì không thể bằng cái chiếc này được. Máy này siêu hay luôn, trời ơi, mượt kinh khủng. À, lốp AT đi biết ngay. Sự đánh đổi của bản Over Trail này, anh em sẽ nhìn thấy cái nhịp kiểu bạch 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 rất là nhẹ nhẹ thôi. Chiếc này thì ai chạy quen mới nhận ra thôi, nhưng mà sẽ nhận ra cái nhịp bạch bạch này so với lốp thường. Ok, nhưng thực ra chúng ta vẫn cứ phải test thôi. Ây chà. Thanh cân bằng điện tử cả trước sau. Tất nhiên là lúc này on road nên nó sẽ kết nối rồi. Máy hay thật. Máy thực sự rất hay các bạn. Tua cao này. Đấy. Thế nào đó mà tôi chưa xem đồ thị dyno của chiếc này, nhưng mà nó giữ được một cái mức moment lớn ở một cái giải vòng tua khá dài. Thì rất vui. Nhẹ bẫng. Ta đi bằng đường xấu để test một chút xíu. Rough terrain. Trên bộ lốp AT thì mọi thứ vẫn rất là ok. Nên là phải nói là nếu anh em nào mà bị quá là bảo thủ mà cứ nghĩ là máy V8 cũ thế này thế kia, thì tôi nói là trải nghiệm của chiếc này mọi thứ của nó đều một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn so với chiếc GX cũ. SV 110. Chỗ này bẻ này. Đấy, lật một cái. Ui chà. Khúc này à, mình chạy được như với NX luôn. Không bị voice transfer quá nhiều. Chạy tương đối giống với cách chạy của NX luôn. Đấy. Thích thật, cái máy 3.4 này cảm giác lúc nào cũng đạp ga nó cũng nhẹ bẫng. Là hơi đạp một cái là xe nó trườn đi rồi. Rất là mượt. Uy lực. Đáng tiếc là bây giờ trong cái thế giới xe SUV, xe gầm cao nói chung này và cỡ chung này, thì bây giờ còn mỗi bạn này là giữ khung gầm rời. Giá trị khung gầm rời của nó đáng kể thật. Và những khung như vừa rồi rất ok luôn.
đã mà có điều kiện là một bài off-road và mở được cái thanh cân bằng của nó ra nữa thì siêu hay. Rồi, chỗ này là thua này. Cái khúc vừa rồi là thua. Gọi là để so sánh, để nói về trải nghiệm thì nó chạy không thể tiếp căng bằng đấy được, đấy gọn hơn. Nhưng thế cũng là quá tốt rồi, chiếc này nó to gấp đôi như vậy. Yeah. À, quá nhiều hứng khởi. So too much excitement. Đấy rồi. Lúc bắt đầu xuất phát một cái đạp nó lôi cái xe bụt đi. Một số trang quốc tế thì có nói là sẽ có bản hybrid sớm thôi, nhưng mà tôi thì thực sự là nếu để nói thì tôi thấy cái máy như này là quá đỉnh cao rồi. Hybrid thì có lẽ nó mang tính chất gọi là để cho nó hợp thời, hợp trend tí thôi. Máy như này đỉnh cao. Và họ làm thế nào đấy rất tốt là họ giữ được một cái tổng thể, cái trải nghiệm ở trong cái xe này thì nó rất là mịn màng, dễ chịu, nhưng mà họ không đánh mất cái nhịp của cái động cơ. Các bạn chạy cảm nhận được động cơ nó lên xuống rất là thích. Hơi đáng tiếc thì trải nghiệm hơi ngắn với chiếc GX, nhưng sao chúng ta sẽ hẹn chiếc này ở Việt Nam. Hơi đáng tiếc một chút xíu là cái phần vô lăng của nó không được thú vị như cách mà người ta upgrade cái chiếc nới kia. Chiếc nới kia thì vô lăng quá hay. Thank you. Và đây cũng là một cái trải nghiệm cực kỳ đáng để nói tới. Steer-by-wire. So this speaker has a steer-by-wire system. Yeah, steer-by-wire system. This is the first time of my life. Oh, really? Where are you from? I'm from Vietnam. 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 I'm Vietnam. Vietnam. Okay. Ah. Aussie. Aussie. Tất nay là cái xe này nó mang mọi thứ lên lên vô lăng đúng cái phong cách của xe điện bây giờ. Dù như điều khiển. So please adjust your driving position. Yeah. Okay. Take a minute to adjust the mirror. Push. Push. Okay. Okay. Yeah. Thank ready you. To go. Chiếc này việc làm cái steer by wire đấy mục đích là chúng ta sẽ không phải bỏ tay khỏi vô lăng. Anh em sẽ nhìn thấy như tôi này. Bạn sẽ không phải bỏ tay khỏi vô lăng. Không phải vuốt nó một vòng tròn. Rất hay. Rất là khó giải thích, nhưng mà nó như một cái dạng dự đoán được chuyển động hiện tại. Và riêng về Lexus thì họ luôn luôn có một cái đặc điểm thú vị là làm ra cái vô lăng này, cái cảm xúc sở chạm rất là đầm. Phần da sở chạm rất đầm. Ví dụ, có lẽ tôi sẽ không đề cập thêm về những cái thông tin mang tính chất nền tảng như là động cơ này nọ nữa các thứ nữa. Chúng ta sẽ tập trung vào cái trải nghiệm thôi. Đặc biệt là về cái steer by wire này. Cũng không khó làm quen đâu, anh em ngồi lên là sẽ cảm nhận được cái sự tuyến tính của nó ngay lập tức đấy, nhưng mà nó khá lạ. Anh chấp nhận một điều là nó khá lạ. Rồi chúng ta sẽ thử đi nhanh và steer by wire. Rồi chiếc này cũng là một chiếc theo kiểu có cái vô lăng trợ lực rất sống động, rất nhiều xe điện phải nói là tôi có cái trải nghiệm là không hiểu sao mà họ không thể làm cái xe điện nó có cái vô lăng tạo ra cái kết nối tốt như các mẫu xe động cơ đô trong được. Nhưng đây là một chiếc hoàn toàn là vô lăng điện nhá. Các bạn không có tí kết nối nào đến trục lái luôn. Nhưng nó hay thật. Nó như là đang chạy một cái vô lăng có kết nối trực tiếp xuống trục lái vậy. Khi các bạn bẻ cua và tăng tốc chẳng hạn là nó sẽ nặng lên này.
cái cảm giác rất là F1 đúng không ạ, khi mà chúng ta không phải bó tay vào vô lăng, mà cái vô lăng nó rất thấp, rất nhỏ như này. Vẫn là ưu điểm nói chung của xe điện thôi, khi chúng ta có cái khối pin rất nặng dưới sàn nó ghì chiếc xe xuống, thành ra là anh em chạy cảm giác khi mà đi đường thẳng này nó lì, nó dính đường hơn. Nhưng đương nhiên là đánh đổi, chúng ta sẽ chấp nhận là khi mà vào cua thì cái việc chuyển dịch trọng lượng nó sẽ diễn ra cực đoan hơn, và nhà sản xuất sẽ buộc phải tính toán một cái phần treo kỹ càng hơn. Làm xe điện mà làm vội là cũng sẽ gặp một số vấn đề, ngay cả đến Tesla bây giờ thì họ cũng đang gặp những vấn đề chưa giải quyết được. Rồi, và thử tăng tốc căng chân. Ây chà, lên 120 rất đơn giản. Ok, slow down. Rift ramp. Yeah. Only this day. Chạy được như đấy, này vẫn này làm tốc độ thấp hơn. Ok, đó, chuyển dịch về mặt trọng lượng xe quá nặng, quá nặng là với cái size của nó thôi. Cái steer by wire này hay thật. Mình sẽ có một cái cảm giác là cái xe nó đoán được mình sắp làm gì rồi, nó thay đổi cái tỷ số truyền ấy, rất hay. Và tuyệt vời là Lexus họ không bỏ qua cái cảm xúc khi mà vần vô lăng, cái độ biến thiên nặng nhẹ theo góc đánh lái theo tốc độ là được giữ lại nhé. Tức là đơn giản là họ có thể hoàn toàn bỏ qua việc đấy và giữ cho cái việc đánh lái nó đúng thôi là được. Như thế thì mất nhiều cảm xúc của việc cầm lái lắm. Ok, instructor này thì có vẻ khó tính hơn các bác trước một chút xíu. Slow down. Hit the danger. Nếu mà phần treo như này cũng là quá hay rồi. Giữ được cái xe tương đối như này là quá hay rồi. Ấy, một pha chạy nhanh là bay xe. Rồi, lúc này mới là khúc để test này. Thì nó rất là căng. Steer by wire lại như này. Ok, được anh em ạ. Cái xe này như cái khúc vừa rồi là tôi cũng đã chạy khá là tới giới hạn của nó đấy. Và các bạn sẽ nhìn thấy một chút hơi ngượng ngùng của cái steer by wire là người ta hơi chéo tay một xíu. Chỉ thế thôi. Mà cái khúc đấy thì các bạn sẽ chẳng bao giờ gặp ngoài đường đâu. Chẳng ai đi làm cái giao thông công cộng mà nó lại gắt như vậy cả. Về cơ bản là chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì với cái steer by wire này cả. Chỉ là anh em nào mà không nhạy cảm lắm thì các bạn sẽ cần một chút thời gian để làm quen thôi. Như tôi là tôi có thể nói là làm quen ngay từ khi chạy nó được khoảng 20m là mình đã hiểu cái cách vận hành nó rồi. À, thú vị. Không biết là khi nào thì chiếc RZ này được bán ở Việt Nam. À không, mình sẽ hy vọng cái thứ gì đấy gần hơn thì Toyota BZ4X. Đấy, anh em sẽ phải đánh lái hơi chéo tay này một xíu này. Rồi, đẹp. Thank you. What do you want items? So YouTube or website or newspaper or? Working at a YouTuber. You can call me a YouTuber. Do you have how many your customer? Viewer, 170,000 on YouTube and like 400,000 on TikTok. Yeah. Thank you. Okay. The camera's still on, right?
Rồi, một trải nghiệm cũng khá là lạ khi mà chúng ta có thể được lái một chiếc MPV cỡ lớn như này ở trên đường thử. Thực ra thì chiếc này tôi cũng sẽ không kỳ vọng nó, đương nhiên là không thể kỳ vọng nó lái hay được rồi. Vì một chiếc to nặng như này mà bảo nó lái nét thì rất là khó. Nhưng tôi sẽ kỳ vọng là nó là tương đối rồi. Chà. Nói một chút về cái chiếc LM thế hệ trước thì thực ra thì cái trải nghiệm của tôi với nó khá là ngắn, nhưng mà tôi không nhận ra được quá nhiều sự khác biệt với chiếc Alphard. Hy vọng là chiếc này có gì đấy mới mới vui vui hơn. I'm ready, are we okay to depart? Ây chà, cái máy của nó cái máy của nó thực ra chạy, nói về cái hệ động lực hybrid thì thực ra là những cái nước đi ban đầu nó cảm xúc hơn đấy. Ồ không, ồ chiếc này thực sự là nếu mà để nói về cái việc đang giữ trong một cái khúc cua cong cong như này đi 65-70 thì thực sự là nó đỉnh các bạn ạ. Cái waist transfer của nó rất ít, thế mới lạ. Ây chà, lúc nãy tôi có đi sau đuôi một anh chạy LM thì thấy anh ấy đi khá là rón rén, thì mình nghĩ là chắc là do waist transfer nó nhiều quá anh ấy không kiểm soát được, nhưng mà không, trời ơi chiếc này tôi chạy nó chẳng khác gì nới vừa nãy cả, đúng cái đường như vừa rồi luôn, vận tốc vẫn như vậy và máy chạy còn bốc hơn. Ây chà, thế phải nói là cái giá 10 tỷ cho nó không hề gọi là quá. Cả cái phần máy phát của hệ thống hybrid ở đây nó cũng êm hơn, có lẽ nó là một cái sự cải tiến, nó êm hơn chiếc nới khá nhiều. Tôi sẽ đi kiểu một nửa vẫn tiếp tục test xem kiểu như cũ, một nửa bên phải, một nửa bên trái, nửa bên phải này là cái đường màu về hơn, thay đổi nhiều đấy. Nếu mà để nói đi như cái chiếc là một cũng cái phiên bản cái chiếc Alphard, nói về chiếc Alphard đi, Alphard của anh bạn tôi thì đi như này là sẽ hơi bấp bênh ở bên phải, nhưng chiếc này nó là nó dao động rất là tốt. Khá bất ngờ là một chiếc kiểu xe chủ tịch mà cái động cơ của nó lại kiểu bốc dựng như này, đi bốc hơn NX Hybrid. Bình thường thì anh em có thể hay nói là những chiếc như LM thì ai quan tâm nó chạy như thế nào, nhưng thực ra là nếu mà nó chạy hay thì nó cũng là cái hay chứ. Đương nhiên là một chiếc chạy hay ấy, các bạn không cầm lái nhưng bạn được ngồi nó cũng rất sướng. Tôi nói ví dụ như là cùng trên một cái mặt đường nát nát mà bạn ngồi trên những chiếc treo và gầm bệ nó tử tế như là Forester chẳng hạn, là nó êm, nó nhà người hơn rất nhiều. Ok, mình lại slow down thôi, mình vẫn bị sorry, I have too much happiness driving this car. Bị hứng khởi quá chạy chiếc này. Động cơ xăng của nó cũng hay cơ, là tiền nào của nấy. Cái động cơ xăng của nó nghe tiếng tròn và nó đây chắc chắn là một động cơ xăng mà có tỷ số nén lớn rồi. Bài toán chung của xe hybrid là như vậy, động cơ của các cái đời hệ động lực hybrid, đặc biệt là của Toyota thì tỷ số nén lớn và cái hiệu suất nhiệt của nó rất cao, thành ra là khi mà các bạn ép tua thường là có cảm giác hơi gõ máy một tí. Chiếc này thì đạp rất căng mà nó không hề gõ, thế mới hay, máy tròn mượt. Nếu mà để nói là thua kém chiếc NX nói về xử lý như thế nào thì có lẽ nó chỉ thua một chút xíu lúc nãy thôi ở cái khúc cua chữ U. Khúc đấy thì tôi đã phải giảm tốc hẳn rồi, không thể đi được như cũ. Đấy, một số khúc như này cũng vậy này. Những đoạn này là sẽ hơi khó kiểm soát một chút thôi, nó chưa bị mất quỹ đạo, chưa hề bị trôi luôn. Hay thật. Rồi, đoạn này thì phải slow down hẳn. Quá là xe này chắc chắn qua được này. Ok, đấy, những cái khúc này là cũng sẽ không thể giữ được vận tốc như trước đấy. Tất nhiên là tôi vẫn phải diễn giải với anh em một chút xíu là ở đây tất cả các bài test này đều trong gọi là giới hạn thôi, chạy nhẹ nhàng, vui vẻ thôi chứ cũng không có gì là quá căng thẳng nữa đâu. Những
có thể nói là quá căng thẳng thì nó ngoài nó không đúng lắm với cái quy mô của chương trình này. Chúng ta phải rất là chú trọng tới cái sự an toàn cho ban tổ chức. Hay thật. Những khúc cua lắt léo như này chạy chiếc NX tốc độ 65-70 bình thường luôn. Ngồi trong xe nó cứ lặng như không. Thế mới hay đây. Các bạn nhìn 70 rất hay. Một ví dụ khác của việc đắt sắt ra miếng, giống như chiếc Subaru Outback mà tôi vừa có trải nghiệm rất là căng hôm vừa rồi. Mình chạy cái vách nghiêng đấy ở trên đường đèo mà anh em chạy Fortuner ở phía bên kia nhìn sang thì đúng là hoang mang luôn. Tại vì Fortuner mà chạy như vậy thì không trụ được. Xe nó giữ độ bám với mặt đường, tiếp xúc bốn bánh xe quá tốt. Chiếc này cũng vậy, lạ thật. Đúng là phải sang đến đây mới có cơ hội được cầm lái chiếc LM và cầm lái theo một kiểu rất là test như thế này. Còn ở Việt Nam thì không biết đến bao giờ. Thực ra thì tôi cũng có thể khá tự tin là hẹn các bạn có một bài test LM căng test đèn đẹp ở Việt Nam. Vì anh bạn tôi, những người mà mua chiếc GX thì cũng mua chiếc LM này luôn. Ta sẽ có cái trải nghiệm khác ở Việt Nam thú vị hơn. Cái đường thử này với cái vận tốc cứ gọi là 70 lướt qua cua như này là cũng đủ thấy cái đẳng cấp của chiếc này rồi. Bỏ qua phần cảm giác lái nhá, chiếc này thì chắc là không ai quan tâm cảm giác lái rồi. Tốc khoảng hơn 100 xíu ở trên cái đường thẳng thẳng. Dễ chịu thật. Một chiếc như này mà đưa gia đình đi đâu đi chơi thì đỉnh cao thật. Đấy, đây, những cái khúc như này thì là khó này. Những khúc như này thì vừa nãy tôi chạy chiếc NX là có thể rất là tự tin kéo đâu đấy rồi. 50-60, nhưng như chiếc này là phải tụt xuống 40 rồi, không đi được. Bắt một chiếc xe đòn dài như này mà vào cua căng như vậy thì cũng khó lắm. Ngày hôm trước thì có một cậu em inbox cho tôi đang chạy RX cũ, sau rồi cũng rất là thích muốn đổi xe, thế là hỏi chuyện X5 này nọ. Và RX thì mình bảo là thực ra thì nếu mà để nói giữa hai cái xe, chiếc X5 đấy ngồi đi đường xấu nó mệt hơn rõ ràng, nhưng mà để nói cái chạy cảm xúc hơn thì chiếc RX mới nó cũng đã thay đổi rất nhiều rồi, nhưng mà nó vẫn không bằng. Tuy vậy thì cậu lại muốn là liệu em có thể mua chiếc X5 về mà độ thế nào đấy cho nó ra chiếc độ thế nào đấy cho nó hài hòa giữa cả hai chiếc không, thì mình bảo là không, chuyện độ đấy nó không diễn ra. Để hài hòa được thì mềm là x2 ngân sách lên mua cái xe khác. Và đây ví dụ như chiếc LM này có thể là một cái ví dụ rất là điển hình của việc cái xe đắt nó hay thật, nó có những cái đặc tính mà mình không tưởng được. Xe to như này, máy bốc, lái vẫn ok luôn, bom bổ phập phập. Nãy giờ mình chạy hiếm khi mà dưới 70, trừ những cái khúc cua quá gắt như này thì đành phải phanh kít lại thôi. Còn ok luôn, 70 thôi, không đi được nhanh.
tất nhiên là nếu mà đi như này, ví dụ các bạn mà có những cái tình huống đường thật mà bác tài chạy như này thì đương nhiên là anh em ngồi sau cũng sẽ không quá dễ chịu đâu, mặc dù xe thì cũng rất là địch rồi mà không thể nào vượt qua được những cái giới hạn vật lý, ví dụ như là người ngồi trong xe sẽ vẫn cảm nhận được những cái độ chuyển dịch về mặt trọng lượng nhất định và cứ chuyển dịch một cách liên tục ấy. Đúng là đây họ có những cái khúc cua thỉnh thoảng nó là một chữ S là sát, chuyển dịch liên tục như vậy thì tất nhiên là thành say rồi. Chỉ là ngồi chiếc LM này nó đỡ say hơn rất nhiều so với ngồi những chiếc khác. Oh, sorry. Rồi, liên tục giữa tay lái trái và tay lái phải lộn cần gạt. Thế này, chiếc này là một chiếc hay đấy, đỉnh cao của Lexus đấy. Yeah. I prefer to change to neutral first. Thank you so much. Thank you. Hello. Hello. Nice to meet you. Yeah. Rồi, cũng là một trải nghiệm rất đáng nói tới khi chúng ta lại chạy chiếc Lexus UX chứ này không có ở Việt Nam. Sorry, I need to make some video here, so I need to talk to the camera. Chị này đúng kiểu xe nhỏ cho người trẻ, khá là chật chội. Okay, 10 seconds for the mirror. Okay. Good. Okay, good for me. Okay. And đang từ chiếc RZ đánh lái điện sang chiếc này là thứ đấy lạ này. Lexus UX, let's go. Bản hybrid. Oh, I forgot. Wow, chiếc này thì phải nói là ngay khúc cua đầu tiên mình đã thấy cái mức độ lanh hơn rất nhiều của nó so với chính chiếc NX luôn đấy. Ai chà, một trải nghiệm thú vị. À, nhưng hơi đáng tiếc là có thể là nó sẽ không quá dễ bán ở Việt Nam chẳng hạn, nên là chúng ta sẽ chưa tạm thời chưa nhìn thấy chiếc này, nhưng nó ngon thật. Ôi chà, hay quá. Vô lăng thì cảm xúc không được tốt bằng NX bản nâng cấp đâu, nhưng mà nó cũng có mức độ chính xác tương đối cao. Không quá thú vị nhưng kiểm soát và đọc tình huống được tốt bằng vô lăng. Máy thì hơi buồn hơn một chút so với NX. Ở đây là cái phần động cơ xăng khi mà mình đạp căng là cái tiếng rồ rồ của nó rõ hơn này. Sức mạnh tổng thể thì cũng khá khá, ngang ngang thôi. Gọi là ngang ngang không đúng, cái nước xuất phát của nó thì ngang ngang thôi chứ cái vận tốc cao này là chạy không bằng NX rồi. Đấy, như cái khúc bẻ cong này chạy đến 80 vừa rồi nhảy vào kịch một cái là xong. NX thì không được. Ê, khúc này thì phải chậm hơn này.
đấy, phải có những cái tình huống như này thì mình mới biết được là cái xe nào gọn, xe nào hay hơn này, nó gọn hơn NX, xử lý rất là lành. Hơi tiếc nhỉ, chiếc này lẽ ra phải là làm vô lăng còn hay hơn cả NX chứ. Vô lăng ở đó thực sự thì hơi bị hơi giống NX trước đây. Rồi, và tăng tốc. Đấy, cái đẳng cấp của nó sẽ phân biệt nhau ở đây. Tăng tốc lúc này sẽ nghe cái tiếng máy rõ hơn. Đây này, lại một khúc nữa rất hay ở chỗ này này. Kiểu lên dốc xuống dốc và vào cua luôn. Rất là bẻ cái xe. Lúc này chỉ phải giảm hẳn này. Bác instructor này dễ tính hơn nên là không tin nói gì. Ok. Ai chà, nhưng mà phần kích âm của chiếc này thì rõ ràng là kém hẳn so với những chiếc kia rồi. Vừa rồi ăn một ít đá băng nhẹ nhẹ là nghe tiếng rõ lắm. Ngon hơn. Đấy, cua bẻ quắt như này là thấy nó ngon hơn. Gọn thật. Cắt cua nét hơn bao nhiêu, giữ được vận tốc. Nhưng mà để nói về cái trải nghiệm ngày hôm nay, thực sự là tôi quá ấn tượng với hai chiếc là LM và GX, hai chiếc đấy đỉnh cao. We have one more lap, right? We have one more lap. Or exit. Yes. Exit. Ồ, nhanh thế nhỉ? Mình chạy. Ưu điểm nổi bật của chiếc này là gọn gàng, rất là gọn và lành. Lại là một chiếc nữa đáng để suy nghĩ của Lexus. Hay là hôm nay tại vì anh em đến lái thử nên các bạn làm ra mấy chiếc đặc biệt để thu hút thế nào. Chết thật. Cái này về lại tương tư mấy em này. Ui. Thank you. Very much. I need to say sorry in advance because I need to talk to the camera because I'm making some video and I need to talk to my viewer. Good. Thực ra mình vừa quay lại test cái chiếc NX cũ, nhưng mà chiếc đấy không gắn camera. Thành ra bây giờ mình tiếp tục với cái chiếc lại là chiếc NX Upgrade. Phiên bản này thì tập trung chủ yếu, các bạn ấy có chia sẻ với mình là nó sẽ có một số thay đổi ngoại hình nho nhỏ thôi. Còn lại thì nó sẽ tập trung chủ yếu vào việc thay đổi cái nền tảng gầm bệ và treo để cái xe nó cứng cáp hơn. Và thực sự thì để mà nói là lái mấy vòng liên tiếp giữa các cái xe với nhau thì mình phải nói là cái... Tôi phải nói với anh em là cái xe NX phiên bản nâng cấp này nó có một cái vô lăng mới sống động, có hồn nó rất nhiều. Mặc dù là cái phiên bản cũ nó cũng đã rất là ok rồi. Bây giờ thì thực sự là cái vô lăng này có thể nói chuyện với X3 một cách rất đơn giản. Nó là như thế, trước hết là như vậy đã. Ok, và cùng chờ để xuất phát. So what department you're working for? Engineer or design or something? Me? Yeah. Oh, me is an engineer. Engineer. Yeah, dynamic performance. Né? Ah, oh, dynamic. Yeah. Ở đây thì anh em, các bạn ấy sử dụng luôn các bác engineer, các nhà phát triển ở đây làm instructor. Vì thực ra là các bác ấy, những người hàng ngày cầm lái xe để chạy cái đường này và tune nó lại. Thế nên là đấy là các bác ấy chính là những người quen đường nhất.
tất cả các xe đều để ở nó một thôi, không có gì đặc biệt. Rồi mình cùng chờ cho chiếc xe phía trước xuất phát là sẽ lại chạy. Một yếu tố rất quan trọng mà anh em ban tổ chức có chia sẻ là để đảm bảo có cái đánh giá, cái nhìn nhận tốt nhất thì mình phải tìm cách chạy thật là quen đường. Chạy đúng như vậy, lượt chạy trước như nào, lượt sau mình chạy y như vậy thì mới so sánh được. Và đó cũng chính là cái tiêu chí của tôi khi mà chạy test xe ở Việt Nam. No, please, please, wait. More interval, né? Yeah. Ai, wait. Như tôi vừa nói thì đó cũng chính là cái tiêu chí test xe của tôi ở Việt Nam. Tôi thường sẽ chạy nguyên một cái cùng đường, rồi cùng kiểu test, cùng những cái thao tác test để đảm bảo là công bằng nhất. Vì thực ra nếu mà để nói về cái con người, chúng ta bị ảnh hưởng bởi cảm xúc khá nhiều. Ok, thôi quay trở lại với cái xe. Chiếc NX Hybrid AWD. Xin lỗi anh em một chút xíu là trong những cái video này thì thường cái chia sẻ của tôi nó sẽ bị khá là vụn vặt vì đây chúng tôi không có nhiều thời gian để biên tập các cái nội dung của mình mà gần như là real time luôn. Đó, đây này, một cái pha đánh lái nhẹ nhẹ như này là chiếc NX mới nó thể hiện khá là khác, cái tay lái nó chắc hơn rất nhiều, bám sát chuyển động hơn. Phần treo thì như tôi vừa trải nghiệm thì có lẽ nó không có gì khác biệt nhiều lắm, có lẽ nó khác một chút xíu ở cái việc là cái độ dội vào trong cabin. Khi mà các bạn đi trên cái đường kiểu hơi gồ ghề một tí, có vẻ là cái độ dội trên cái xe NX mới này nó tốt hơn. Tạm thời thì là như thế, có lẽ là vì cái tốc độ của tôi nó chưa đủ lớn để nhận ra được cái mức độ chống xoắn vặn tốt hơn. Ôi chà, vô lăng thích thật. Đấy, vừa rồi mình vừa có một cái pha đi vào cua hơi nhanh và trên cái mặt đường nó hơi gồ ghề ấy, để mình biết được là cái treo của nó tử tế. Cái treo mà dở nó sẽ nảy tưng 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 trên đấy và khi bị mất độ bám chỉ một bánh thôi là anh em sẽ thấy chạy sợ sợ ngay. Rồi, mình lại đi kiểu nửa trên nửa dưới, nửa bên phải là đang gập ghềnh. Này mới gọi là đường thử chứ. Biết là so sánh, mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng mà thực sự là Toyota họ có một cái sự đầu tư rất là khủng khiếp vào cái cơ sở này. Em được đến đây được chiêm ngưỡng nó ra thấy rất là ấn tượng. Thầy tôi thích cái khúc vừa rồi. Nó là một khúc vừa bẻ cua mà vừa xuống dốc một cái lên dốc luôn. Rất là khó để cái xe có thể duy trì được độ bám nếu mà khung gầm của nó bị bẻ cong. Nếu mà để nói về cái cảm xúc cá nhân thì có lẽ tôi lại thích cái máy 2.4 turbo ở trên chiếc NX này hơn. Một phần là vì cái tiếng máy đấy khá là hay, tôi thích cái tiếng máy đấy. Thứ hai là cái cảm xúc, kiểu các bạn sẽ cảm giác được cái nhịp máy nó khá là đấm khi ra đi tour cao. Còn với chiếc hybrid này thì đương nhiên là cái máy của nó không sinh ra cho cảm xúc, cái máy xăng ấy nó không sinh ra cho cảm xúc, thành ra là nó sẽ chạy hơi bị tẻ nhạt một chút. Nói về cảm xúc của máy xăng, tổng thể thì xe rất là khỏe và nhanh thôi, có hỗ trợ của hybrid nữa nên là chạy rất tít. Cái pha thay đổi độ cao rất là hững luôn, chạy mà tít quá là đoạn vừa rồi có thể là bay xe.
thì chúng tôi cũng đã được chia sẻ sẵn về cái khúc đấy rồi. Bác Takumi, bác ấy có nói là cái khúc đấy nó sẽ thay đổi rất hẫng, nó không có phần gradient, nên là chạy cũng phải để ý một tí không lo bay xe. Sorry, talk about the change. Go. Okay. Wonderful. For me, the big trend is the steering wheel feeling. Mm-hmm. It's more linear, more direct to the current NX. I have some experience with the NX in Vietnam because one of my friend have it. Sometimes I borrow to try to, you know, to experience it. And the suspension for me is dampen the vibrations better. Mm-hmm. Like 20% better, I think. đấy, nói cái chuyện nó đem phần tốt hơn khoảng 20% thì không có nghĩa là cái chiếc NX này, cái khung gầm của nó không hay nhá. Cái khung gầm cũ của nó rất hay rồi. Một trong những chiếc Lexus khá là trẻ và đậm đặc, và có thể nói là từ cái thời mà ra chiếc NX thế hệ mới này, cái thế hệ hiện hành ấy, thì Lexus họ đã thay đổi quyết liệt kinh khủng thật. Từ sau đấy thì RX, thậm chí cả chiếc xe mà được gọi là dành cho chủ tịch lái như chiếc LX nó cũng đã thay đổi. LX thì không thay đổi quá nhiều, thực sự mà nói là như vậy. Cái chiếc thay đổi nhiều tiếp theo phải kể là chiếc RX. Các bạn nào có dịp chạy chiếc RX500H F-Sport đấy thì phải nói là nó rất hay. Nó là một sự trung hòa rất tốt. Vừa có một cái cảm xúc của máy hay này, kiểm soát sắc nét mà nó vẫn rất êm. Nhưng đương nhiên chiếc đấy thì giá mặn. Không phải ai có điều kiện để trải nghiệm nó. Bây giờ mình có không thấy bác cái slow down mình phát nào mà cứ động một cái là mình đã bám vào đuôi xe ông đằng trước rồi. Bè bè đấy, phải một khúc như vậy nó bè, nó vừa có độ nghiêng của đường nữa, nó bè xe bẻ. Vẫn như trước, cái khúc cua này vẫn đi chỉ khoảng trên 50 một tí thôi, chứ đi gắt quá là không kiểm soát được. Vẫn là cái khúc mà tôi chạy trước NX lúc trước. Okay, I think we need to keep the distance, right? Okay, slow down. Lát nữa mình sẽ được thử cái đường này với chiếc Lexus LM cũng khá hay. Tôi cũng đang không biết là Lexus họ xử lý kiểu gì với một chiếc như LM đây. LM thì chắc chắn là nó phải êm mềm rồi. Êm mềm mà lại còn kiểm soát được tốt nữa thì là đỉnh cao. Đã nhắc tới chiếc LM thì tôi chỉ có trải nghiệm khá ngắn với cái phiên bản trước thôi, và thực ra thì nó không có khác nhiều so với Alphard. Biết là với cái thế hệ này thì mọi chuyện như nào đây? Nếu mà một ngày ở đây mà cứ chạy ngọc học test xe là về cũng mỏi xương sống hết, cổ bị vặn liên tục. Đấy, một khúc hẫng nào đó đến một cái khúc cua vặn siêu hay. Thôi phải giảm tốc rồi, lại bò vào đuôi xe trước mất rồi.
turn and exit. Model year change cũng không hẳn gọi là tự gọi là bản facelift nhé, thì có lẽ là mang tới một số thứ mới mẻ như này là cũng ok rồi. Thank you. Yeah.